Như ngày trước á, thì ai nhìn vô thì cũng thấy là thấy hạnh phúc, nhưng mà thực sự ra là không ngồi với nhau được lâu, chỉ tầm cỡ mấy phút thôi là cãi nhau liền. Nhưng mà bây giờ thì có thể là ngồi hàng giờ hàng ngày được, tức là kết nối sâu hơn, yêu thương hơn. Con cái thì nó giỏi, nó ngoan hơn, học giỏi hơn, biết lắng nghe hơn ạ. Tôi thấy cả một cái gia đình đang ngồi cùng với cả hai con, hai vợ chồng ngồi cùng hai con. Xin mời Hương Lê ở Dung một. Các con đang vẫy vẫy đâu rồi? Nghe thấy nghe 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 chị nghe chưa? Dạ. Rồi. Hai chào thầy. Chiều hôm nay ạ. Hương Lê, hình như là chồng là tên Sơn đúng không? Dạ. Chào nói. Dạ, em À. kính chào thầy. Vâng. Em chào thầy, em biết ơn thầy. Em xin chào cộng đồng gia đình hạnh phúc. À. Dạ, hôm nay em vui quá. Em may mắn được thầy gọi lên để chia sẻ và ghi nhận trong cái hành trình em vừa qua. Thì em vào cộng đồng gia đình hạnh phúc và kinh doanh vào được từ tháng 11, đến nay là khoảng được tầm 6 tháng. Thì em nhận được những cái chuyển hóa về trên thân, là sức khỏe em cải tiến, cải thiện hàng ngày rõ rệt. Là về cái huyết áp của em lúc trước là 187 mà hiện bây giờ là nó trở lại gần như là bình thường này. Tuyệt vời ạ. Cái thứ hai, bệnh cổ vai gáy thì cũng bây giờ không biết là nó hết từ bao giờ mà không không thấy đau nữa. Chúc mừng Còn anh. về kết nối gia đình thì vợ thì càng thấu hiểu hơn. Như ngày trước á, thì ai nhìn vô thì cũng thấy là thấy hạnh phúc, nhưng mà thực sự ra là không ngồi với nhau được lâu, chỉ tầm cỡ mấy phút thôi là cãi nhau liền. Nhưng mà bây giờ thì có thể là ngồi hàng giờ hàng ngày được, tức là kết nối sâu hơn, yêu thương hơn. Con cái thì nó giỏi, nó ngoan hơn, học giỏi hơn, biết lắng nghe hơn ạ. Còn về mối quan hệ gia đình ông bà thì rồi em có kết nối được là một gia đình bên ngoại 4 năm bị mất kết nối, tức là từ nhau. Nhưng mà vừa rồi mùng một Tết là có quay về lại với nhau, tức là những cái thay đổi và những cái vi diệu em thấy là cực kỳ là nó hay. Từ khi mà em bước vào cộng đồng này là em nhận được nhiều cái, đến hôm nay em mới đứng ra lại chia sẻ. Hôm trước em có một lần em chia sẻ nhưng mà chia sẻ nó không có rõ ràng, thì hôm nay em xin ghi nhận và được coi như là cộng hưởng của cộng đồng, để em ghi nhận chính bản thân em đã có sự thay đổi. Chúc mừng anh Sơn. Chào. Rồi. Anh chị hãy gửi năng lượng tuyệt vời cho đôi vợ chồng này anh chị nhá. Cô vợ có muốn bổ sung gì không? Thì từ lúc mà em trở lại với thầy, với cô, với cộng đồng mình á, thì em cảm thấy em thấu hiểu về chính bản thân mình nhiều hơn nè. Em biết quan tâm, mà quan tâm thật sự ở bên trong cơ, chứ không phải quan tâm bằng cái ý thức ở bên ngoài của mình. Rất biết ơn thầy, biết ơn cô, biết ơn tất cả cộng đồng để cho em rất là nhiều bài học quý giá, để cho cuộc sống của vợ chồng em càng ngày càng phát triển lên. Và có cũng là một cái cánh tay dài để nói rộng, vì thời gian gần đây thì vợ chồng tụi em thì cũng gieo hạt, cũng giúp được nhiều gia đình thấu hiểu nhau hơn. Và cũng nhờ với lại có cái bài thuốc của cộng đồng, của thầy cô mà em cũng đã chia sẻ cho rất được nhiều gia đình đã trở nên khỏe mạnh hơn ạ. Em rất biết ơn thầy, biết ơn cô, và em cũng gửi lời biết ơn đến chị Phụng Nguyễn, là người đã gieo duyên cho em biết đến cộng đồng thầy cô ạ. Rồi, Em biết cảm ơn ơn cộng em chia đồng, sẻ cả của nhà mình biết ơn thầy cô rất nhiều ạ.